không bay đi không nói nó. Đây á. Ừ. Ôi trời ơi, sao nhiều vậy? Vậy thì đi phối thì có mà hư mất. Nên phải làm. Đây các bác nhá. Bữa hôm rồi cách đây được nếu tính ngày được 2 ngày. 2 ngày chứ. Cả ngày làm là ngày thứ 3 đấy. À cả ngày làm. Thì nay đậu bao nhiêu? 1 2 3 4 cái này 5, thấp hơn. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 1 Đây nhìn 1 này, 2 này 3 3 này 4 4 này cái này không biết có đậu. Cái này 5, kia không nào? 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Được 14 cái. Gọi là 14. Cho 30 cái. Dạ. Có khi... cắn qua đấy đấy. Đấy. Là một mớ đấy các bác này. Vậy thì đi phối về thì nó bữa có... đó là làm hai cái đầu luôn. Vâng. Đây này, nhấc đầu này, nhấc bọng đây này. Đây, coi cái bọng. Quan trọng là cái độ nở. Quân chưa? Quân thì đúng là đã. Quân này là đúng quân hơi bị đã. Mình hay mà để lại hai cầu của mình. À. Đấy, nha. Được, nhưng mà cố đi. Quan trọng là cái bây giờ đang có trứng thì 3 ngày là vừa. Đây chưa. Cái cầu này là mới nở đúng không? Ừ. Mới nở chưa có trứng đúng không? Đấy, như cái cầu này là đẹp này. Như cầu này mà như hôm nay bỏ... Trong đây cũng trước, cầu trong cũng đẹp lắm. Cầu trong á. Cầu trong đẹp lắm. Cầu trong cũng mới nè. Ông chú nó khủng kinh. Cầu trong chưa nở mấy. Cầu trong hình như vít nắp ạ. Nó mới quay lại một lần nữa rồi. Có trong đây là cầu độ tuổi tiết sáp. Đến cái tuổi đó là đến cái bữa đó mình làm là được á. Cầu trong đấy là để cầu trong đấy thôi. Nhưng còn đây thì nhiều bọc được, làm nhiều bọc. Nhiều bọc làm được. Nói chung là làm bữa nữa, bữa đến 29 cho đi làm bữa nữa. À 31 cho đi chứ. 31 đi 29. 29 nhốt chúa. 29 nhốt chúa, 30 làm cho chú một bữa nữa. Làm hai cầu nữa. Để phòng cái ông Yến Bắc á. Vâng. Ông rất là đông quân các bác. Đó, bắt bố cũng làm được. Dạ. Nói chung bắt bố cũng làm được chứ không phải. Như là làm tốt. Ổng hỗn kinh. Đấy, quân đúng rồi. Quân đi. Không, quan trọng là cái độ tuổi để nó tiết cái sữa đặc biệt thôi chứ còn. Ôi chú gõ vậy ong nó hỗn. Gõ chết ong đấy, như cái độ tuổi này ví là độ tuổi ong tiết sữa đặc biệt nhiều này. Bọc nào cũng làm được. Muốn làm bọc mua làm thôi. Cái này là đang nở rồi. Đây cái lưỡi mèo. Cái độ tuổi tiết sáp là cái độ tuổi nó từ 6 ngày tuổi, à tiết tiết sữa đặc biệt. 6 ngày tuổi thì
nó rơi vào con ấu trùng 1-2 ngày tuổi. Ông cũng lắm. Bố cũng làm được hết đấy. Bọng ngoài kia ý, kinh nhỉ. Bọng đấy 5 cầu sao mà nhìn 4 cầu à? Chưa có bọng 5 cầu. Bọng đấy là đúng là đã. Nhìn như thế là đã. Ra ngoài đây bọng làm được. Bọng cũng làm được. Bọng đây có một đàn mới bỏ cầu. Đây là nhưng mà vậy là đâu bỏ cầu vậy, coi coi nó có làm chưa. Đây bỏ cầu là làm thì chúng ta ăn luôn. À, bóng đánh được này là bóng tới đây này. Đây này. Không bỏ cầu nữa. Cộng bóng đây 5 cầu à? 5 cầu rút đi còn 4. Này độ tuổi mới ăn mấy bữa làm ong đó mà răng cứ khô vậy. Không, nó nhanh hết rồi. Đây đang nở này, như cái cầu này đang nở, đến bữa đấy làm cái cầu à, cái cầu nở là đẹp. Đây nha các bác nhá, thì em sẽ giới thiệu về cái cách mà tìm cái tổ ong. Cái tổ ong làm chúa, để gọi là tổ ong dưỡng chúa là để cho nó tốt nhá các bác nhá. Thì là ta muốn kiếm được cái tổ ong nó tốt đấy nè, thì cái đầu tiên là nó phải có cái độ tuổi tiết sữa đặc biệt. Mà độ tuổi tiết sữa đặc biệt thì thường là mọi người sẽ không biết cái độ tuổi tiết sữa đặc biệt là nó vào mấy ngày tuổi. Đó là nó từ 6 đến 12 ngày tuổi là nó sẽ tiết sữa đặc biệt các bác. Tại vì sao em lại nói thế, thì là những cái con từ 6 đến 12 ngày tuổi thì là nó sẽ tiết sữa đặc biệt, là vì mình phải biết cái này. Từ 1 đến 3 ngày tuổi thì là nó dọn chuồng. Từ 3 đến 6 ngày tuổi là những cái con ong đấy là nó đút lương ong cho những con ấu trùng 3 ngày tuổi. Còn từ 6 đến 12 ngày tuổi là nó sẽ đút sữa đặc biệt. Đút sữa đặc biệt cho những con ấu trùng. Con ấu trùng từ 1 đến 3 ngày tuổi đó là sữa đặc biệt. Nhưng mà thường thì trong sách người ta chỉ nói có mỗi từ 1 đến 2 ngày rưỡi thôi. Nên vì vậy mình múc cái con ấu trùng ấy, kể cả mình múc con ấu trùng thì thường thì ta chỉ múc 1 đến hai từ nửa ngày cho đến hơn 1 ngày tuổi để ta có cái con ấu trùng con chúa tốt. Con chúa tốt thì nên vì vậy nên là khi mà các bác mà chọn một cái tổ ong thì các bác phải chọn cái độ tuổi nó nở. Có nghĩa là nếu như các bác không biết độ tuổi thì các bác thấy cái con ấu trùng 1-2 ngày tuổi nó mà nhiều. 1-2 ngày tuổi nó nhiều thì đó là cái con ấu trùng sẽ rơi vào khoảng 6 ngày tuổi. Là cái con ong thợ nó sẽ rơi vào 6 ngày tuổi các bác ạ. Thì là mình sẽ chọn những cái độ tuổi như thế. Và sau khi mà mình bắt chúa trước đi 24 giờ. Hoặc là các bác bắt chiều hôm nay đến sáng mai các bác di trùng cũng được. Và sau đó các bác rủ bớt đi một cầu. Tối hôm đấy các bác cho nó ăn. Đấy, cho nó ăn, đặc biệt là cái tổ mà mình gọi là di trùng ấy, là tổ mà mình lấy là mình phải chọn được những cái tổ nó có những cái ưu điểm tốt. Đó là tính hiền lành này, rồi lấy mặt tốt này, sức đẻ tốt này, chống chịu lại được bệnh tật này. Đấy là những cái đặc điểm, mình gọi là những cái đặc điểm cái gen tốt. Thì sau này mình sẽ cho ra những cái giàn chúa nó có những cái đặc tính gọi là gen di truyền nó cao các bác ạ.
Đấy, vậy thì và sau đó ấy, thì là các bác lúc mà bắt đầu là đến ngày mai các bác di trùng ấy, thì các bác phải chọn những cái cầu mà nó nhọng không. Đấy, có nghĩa là chọn cầu là nhọng không là nó vít nắp hết rồi đấy, để ngăn ngừa lại cái việc mà cái con chúa nó khợ, cái con ấu trùng nó không đút sữa chúa nữa. Có nghĩa là mình chọn những cái tổ mà nó không còn cái ấu trùng 1-2 ngày tuổi nữa, để làm sao để ngăn cái việc mà nó không đút cho cái con ấu trùng sữa đặc biệt, mà nó tập trung nó chỉ đút cho những các con ấu trùng mình dưỡng chúa là chính. Nhưng mà nếu các bác mà không chọn như thế thì là nó sẽ đút tràn lan. Có nghĩa là cái con ấu trùng 1-2 ngày tuổi là nó ăn sữa, 1-2 ngày rưỡi tuổi là nó sẽ ăn sữa đặc biệt, nên là nó sẽ giảm cái khẩu phần ăn đi các bác. Đấy, giảm khẩu phần ăn, nên là muốn được cái con chúa tốt thì ta cũng phải chọn. Nói chung là nó không được tương đối thì nó cũng phải không được tuyệt đối thì nó cũng phải được tuyên đối các bác. Đấy, vậy nếu mà các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất.